Chào các bạn đến với trung tâm đào tạo đồ họa 2D, 3D, 4D Thuận Yến. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn video giới thiệu chương trình Illustrator ứng dụng trong thiết kế đồ họa quảng cáo. Trong bài hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vẽ một sản phẩm. Và đây sản phẩm của tôi là chai dầu gội đầu đô. Đầu tiên tôi sẽ tạo ra một cái vùng làm việc mới. Rồi, tiếp theo tôi sẽ vẽ một cái hình khối bên ngoài. Rồi, chúng ta thấy là cái hình chai dầu của đời này, đầu này gồm có hai lớp, một cái lớp tô màu gradient bên trên và một lớp màu xám bên dưới. Hai cái này được dùng lệnh blend để tạo ra khối như thế này. Thì trước tiên chúng ta phải vẽ cái khối nhỏ bên trong hoặc là khối lớn bên ngoài. Tôi sẽ vẽ ra đây một hình chữ nhật đây. Thứ đồ nó là một màu xám ha. Tô màu này tôi sẽ thêm vào một điểm ở đây, kéo cái hình này ra một chút và tôi sẽ dùng công cụ convert lại. Rồi, uốn lại một xíu. Đã uốn lại một xíu. Ở bên dưới này tôi có thể cho hơi cong một xíu. Hơi cong một xíu thôi nha. Rồi. Tôi kéo hình này cho thẳng lại. Đây, ví dụ tôi đã vẽ xong một nửa hình khối rồi. Tôi kéo cái điểm này vô thêm một xíu nữa. Tôi sẽ lật hình này xem để được một hình mới. Rồi, tôi sẽ gộp hai hình này lại. Tôi điều chỉnh lại một chút nữa. Cái điểm này tôi sẽ dời xuống và uốn lại một xíu. Tôi dời hai điểm này lên. Tôi cảm thấy là phần trên này cần thon hơn nữa. Tôi sẽ kéo hai đầu ở trên vô nữa. Rồi, hai bên này tôi cần nó lớn hơn một xíu nữa đi.
Rồi, khi mà tôi đã thấy ổn rồi, thì tôi sẽ vẽ một hình nhỏ hơn trong đây bằng lệnh offset path. Tôi cho hình này lùi vô khoảng 12 mm. Chưa đủ thì tôi cho khoảng 15 đi. Trừ 15 ha các bạn. Đây, khi tôi nghĩ rồi bấm OK thì sẽ được một hình mới. Ở trong này tôi sẽ tô màu. Đây, ví dụ tôi tô màu hai bên này, tôi tô hơi đậm, còn ở giữa này tôi sẽ tạo một màu trắng ở đây để tạo đường khối này. Thì bên ngoài tôi sẽ copy ra để dành. Để xíu nữa chúng ta sẽ tận dụng để vẽ luôn cái phần nắp này. Giờ hai hình này tôi sẽ dùng lệnh blend. Tôi cho là 200 bước. Rồi tôi thực hiện lệnh blend. Đó, thì chúng ta sẽ được một cái hình khối như thế này. Rồi, bây giờ tiếp theo tôi sẽ vẽ phần nắp nha. Tôi đưa hình này vô. Tôi đưa hình này lên trên cùng. Để vẽ được phần nắp này thì tôi sẽ lấy phần giao nhau giữa hai hình này. Giờ tôi quy định cái nắp khoảng chừng này đi. Rồi tôi sẽ chọn hai hình và tôi lấy phần giao nhau. Thì tôi sẽ được một khoảng như thế này. Tôi làm lại. Hình này nó hơi lớn rồi các bạn. Tôi tháo khối blend đây. Đây, tôi bỏ hình này đi. Tôi copy lại hình này. Tại hồi nãy tôi có kéo nhỏ hai khối blend này rồi. À, tôi blend lại. Và đưa hình này lên trên. Đưa vô lại. Bây giờ tôi sẽ lấy khối phần giao nhau. Giờ tôi lấy bằng này. Phần bên dưới này tôi sẽ uốn hơi cong một xíu. Tôi sẽ thêm một điểm ở giữa đây. Và tôi kéo lùi xuống. Và tôi convert. Hơi cong một xíu là được. Rồi. Giờ tôi sẽ tô màu. Tôi radiant luôn. Ở đầu này tôi sẽ tô một cái màu xanh đậm như thế này đi. Tương tự đầu bên này cũng thế. Tô màu xanh đậm. Bên trong này tôi sẽ tô màu lợt hơn. Và đây tôi cũng tô màu lợt hơn. Đây chẳng hạn. Thì tôi sẽ được một hình khối như thế này. Các bạn có thể tô màu khác tùy các bạn. Đây tôi chọn màu này để được rồi. Rồi.
Tiếp theo tôi sẽ vẽ phần nắp ở bên trên này. Tôi còn vẽ mô hình chữ nhật. Rồi. Tôi sẽ cho hình này ngắn xuống một xíu. Và dời hai điểm hai bên vô một xíu. Tôi dùng luôn lệnh nha. Perfect Chip Distort, tôi kéo đều hai bên. Đây, tôi kéo, khi tôi kéo thì cả hai bên đều vô. Rồi, tôi cho phần phía trên này hơi cong cong ngược lên một xíu. Convert luôn. Rồi. Chưa cần lắm. Tôi sẽ kéo hai cái đầu trên này nhỏ vô một xíu nữa. Được rồi. Tôi sẽ vẽ một hình tròn nhỏ. Rồi, tôi sẽ gộp luôn vô hình này. Tương tự tôi vẽ một hình bên dưới. Lớn hơn một xíu. À, tôi đưa xuống dưới ha. Cho hai bên bề ngang này hẹp lại một xíu. Đây, phần dư này tôi sẽ cắt đi. Rồi kế đến tôi sẽ tô màu một cái màu gradient cho nó. Đây tôi chỉ cần tô hai màu thôi các bạn. Đây tôi sẽ tô là một trăm hai mươi chẳng hạn. Và bên này tôi sẽ tô khoảng 60 và 40. Rồi. Như thế này thì có cảm giác là cái chai của chúng ta có khối hơn. Tôi lỡ vẽ cái hình này, cái đầu này nó
Rồi, tiếp theo tôi sẽ vẽ phần chữ đô này bằng cái là dùng công cụ Tie Tool và làm chữ đô ra. Ở đây tôi sẽ chọn phong Vini. Elie ha. Đây tôi cho phong lớn lớn lên 72. Tôi cho phong khoảng 90. Cánh giữa. Đây tôi thấy cái nét chữ nó chưa được đẹp lắm, chưa được đậm lắm ha. Đây tôi tô một màu. Nét chữ chưa được đậm lắm, tôi sẽ dùng lệnh offset. Đầu tiên tôi rearrange online. Tôi cho khoan lên là 0.2mm thử. Thì chữ của chúng ta sẽ lớn hơn rất nhiều. Được rồi. Tiếp theo là hình con chim này thì tôi có thể dùng vào công cụ brush symbol. Tôi lấy con chim này ra. Tôi đặt vô. Chữ R này tôi có thể vẽ ra. Và đánh chữ R vào. Đây tôi sẽ chọn phong thêm thôi. Rồi khi mà xong rồi tôi sẽ rút lại. Đấy. Tôi đặt vào trong. Tiếp theo với chữ này tôi cũng đánh ra. Đây tôi sẽ tô luôn chữ màu trắng. Rồi tôi vẽ một cái khung màu kem ra. Tôi tô luôn màu kem. Tôi sẽ đặt chữ này lên. Đầu tiên tôi canh cái khung màu kem này nằm chính giữa đó. Rồi tôi đặt chữ lên. Ta có thể cho cái phông chữ lớn lên một xíu nữa. Để tôi để cho phông là 9 hoặc là 10. Để tôi cũng canh giữa lại. Phần chữ này tôi có thể rearrange outline. Và tôi rút. Để làm cho cái nhẽ này cong xuống thì tôi có thể sử dụng lệnh envelope distort và chọn make with web. Đây tôi có thể giảm nhẹ số này một chút thôi các bạn. Như thế này là cái chữ của chúng ta có vẻ chạy theo cái hình dáng của cái chai lọ hơn. Rồi tôi cũng tô màu kem và tôi gọi chữ 1/4 vào. Thank you.
Tiếp theo là chữ ứng. Chữ này tôi cũng đánh ra luôn. Các bạn có thể chọn tông là đậm hơn một xíu nữa. Này chẳng hạn. Rồi, đây tôi cũng tô màu xanh. Đặt cho chính giữa đây. Tôi đi online luôn. Tôi sẽ uốn cong phần chữ này xuống một xíu. Rồi, ok. Chúng ta nhìn thấy hai phần đầu của chữ này nó hơi nhỏ lại một xíu. Rồi. Thì chúng ta không dùng lệnh make with web đã được, mà chúng ta sẽ dùng em lời tiktok và make with web net. Giờ tôi cho là số cột là hai cột thôi. Đây tôi sẽ chọn hai cái điểm này tôi kéo xuống thôi. Rồi chúng ta có thể uốn lại tùy chúng ta thôi. Tương tự như phần chữ cuối cùng. Tôi chọn phong bì thêm nè. Cánh giữa. Chữ này tôi cũng tô màu xanh. Các bạn có thể chọn phong khác cho đậm lên. Đây chọn phong khoảng 10. Tôi cũng dùng lệnh em bây giờ tập make with web ha, tôi cho hình này hơi cong xuống một xíu nữa. Được rồi,
Như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn vẽ xong một sản phẩm, là một chai dầu gội đồ. Đối với các bạn mà khéo tay hơn thì sẽ vẽ ra được những hình đẹp hơn. Hy vọng rằng bài hướng dẫn này sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn ở bài hướng dẫn kế tiếp.